Chào mọi người, chuẩn bị sắt lát, cập nhung 74 lạng, đã làm sạch lông rồi, ngâm cho anh Thành ở Hà Nội nhé. Anh ngâm với đây là 4 lít mật ong và một nửa cân sâm. Thì cũng trang trại là toàn có bán, đa số là chỉ bán tươi nguyên cặp như vậy thôi. Thì có đây là một số khách hàng đã tin tưởng trang trại, nhờ trang trại làm thì trang trại tự tay làm thôi. Thì tiện đây cũng là một cơ hội quay để cho mọi người xem được cái cảnh thất lát sắt lát nhung thực tế như thế nào, thì mọi người có thể xem tham khảo nhé. Thì cũng thì quay lại để đăng lên chuẩn bị sắt lát chọc nhung này là 74 lạng, sau khi đã làm sạch lông nhé và rửa sạch bằng rượu trắng. Đấy, và để nấu khô này giờ sắt lát ngâm vào bình với 4 lít mật ong cho anh Thành ở Hà Nội. Nhìn rất là đẹp. Nó có hai phần như thế này, tức là cái phần đầu là mọi người thái như thái thịt ấy. Thái rất là đơn giản thôi, là cái phần gốc thì nó cứng nhưng mà nó cũng cứng ở dạng sừng non thôi. Mọi người vẫn dùng dao nào, cái con dao này là con dao chặt thành gà này, mọi người dùng là mọi người sắt lát để tự tay mọi người làm ở nhà rất là đơn giản. Chúng ta cái phần gốc này thì cũng dùng một chút lực để sắt lát ra được, và chính cái phần gốc này thì rất là tốt cho xương khớp mọi người. Mọi người tránh cái tình trạng hiểu nhầm là cặp nhung nó mềm hết nhé. Cặp nhung thì nó vẫn là dạng sừng, sừng non thì nó không có thể là mềm hết. Anh nhân sâm thì mình đã vừa cho đứa em đi sắt lát chưa kịp để gửi cho anh, để anh ở Hà Nội nhưng mà làm trong anh hẹn là 2 tiếng, ta nhung ra đến Hà Nội làm 2 tiếng là gửi đi cho anh. Đối với Hà Nội thì trang trại vận chuyển nhung ra là nhận được trong ngày luôn, đối với các tỉnh khác thì tùy theo từng tỉnh, có thể là 1 đến 2 ngày nhé mọi người nhé. Quá trình vận chuyển thì trang trại vẫn giữ lạnh nhung, là đảm bảo là khi mọi người nhận ấy, thì cặp nhung nó còn tươi nguyên như vậy luôn. Khi mà quyết định mà mua nhung yêu tươi để trang trại thì cứ yên tâm tuyệt đối, tại vì cái sản phẩm nhung yêu này nếu như mà trang trại mà không giữ được cái chữ tín của mình thì nó không thể tồn tại lâu được chắc chắn. Và về cái tác dụng của nhung yêu thì nó là có tiếng, nó như có thể nói nó là cái điều hiển nhiên, nó rất là bổ, rất là tốt cho sức khỏe. Cái này là thời gian chứng minh
chứ còn không phải là một cái sản phẩm mà tự trang trại giống kiểu là sản xuất ra, tự trang trại giống kiểu sản xuất là kiểu nhân tạo ra thì nó lại khác. Cái sản phẩm minh viêu này từ con viêu sao ra tự nhiên ấy thì nó là một cái sản phẩm, ngay cả thời phong kiến thì chỉ vua chúa mới được sử dụng thôi, chứ không phải dễ như hiện tại là trang trại có phát triển như này mọi người mới biết được những cái sản phẩm này. Chỉ cần chúng ta muốn đầu tư sức khỏe một chút là có thể sử dụng được. Cái phần gốc mọi người dùng được chặt dọc lên thì nó sẽ dễ hơn. Rất là nhỏ, làm rất là đơn giản thôi mọi người. Ý là khi mà ngâm đun hiêu thì chúng ta nên mua cái bình mà nó rộng diện tích một chút. Sau này ví dụ như chúng ta ngâm thêm cái gì đấy, sâm hay là gì, chúng ta đổ thêm mật ong vào thì nó cũng dễ hơn. Cái tỷ lệ ngâm mật ong là cứ 2 lạng đun hiêu thì là ngâm cái 1 lít mật ong rồi nhé. Đây những cái video trước các bạn đã hướng dẫn là rất là nhiều rồi. Người ai mà có nhu cầu mà mua nhung hiêu tươi thì cứ để lại số điện thoại ở bên dưới video này, hoặc hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159 thì trang trại sẽ tư vấn chi tiết hơn. Cả hai số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, nên là mọi người cứ add Zalo để theo dõi trang trại trước khi quyết định mua. Thì Zalo trang trại thường xuyên cập nhật về sản phẩm, mọi người phải áp vào để theo dõi kỹ hơn. Lưu ý là chỉ ở Hà Nội thì trang trại có làm sẵn bằng bình thủy tinh này để vận chuyển thôi, Hà Nội hoặc là ở Nghệ An. Chứ còn nếu như ở các khu vực xa khác thì sẽ phải làm cho vào bình nhựa để vận chuyển. Sau đấy là về là mọi người sẽ chuyển sang bình thủy tinh, ngâm trước vào bình nhựa vận chuyển cho an toàn, tránh là đổ vỡ rất là phí. Sức khỏe cái gì đấy là người ta gọi là đôi khi là có tiền không mua được, cũng rất là quý, nên là chúng ta cần quan tâm sớm. Đôi khi là cứ giữ tiền ngân hàng nên đến lúc đùng một phát sức khỏe xuống chúng ta không kịp trở tay. Vì vậy nên mọi người đừng có một cái tư duy ấy, là cứ già mới sử dụng, trẻ cận sức khỏe không sử dụng, không nên.
trẻ chúng ta vẫn cần duy trì bảo vệ sức khỏe, nếu không là một lúc nào đấy là có những người là hối hận không kịp. Tức là chúng ta cần chăm lo cho nó thì nó mới tốt được, nếu không chăm lo mặc kệ nó thì nó sẽ phai theo thời gian. Cứ bán sức khỏe lấy tiền thì một lúc nào đấy là có tiền không thể nào mà mua được sức khỏe. Là một số chị gọi thì kêu là nhu đắt, tiền cao, thì nói chung là so với các sản phẩm khác thì nó có thể cao hoặc so với người nông dân, nhưng mà nếu mà so mà những cái gì nó mang lại cho sức khỏe thì nó rất là không hề đắt một tí nào, đặc biệt cái giá mà trang trại trực tiếp bán ra thì mọi người yên tâm là giá gốc. Trang trại này bao giờ đặt cái chữ tín và cái tâm của mình lên đầu. Mọi người khi mà sử dụng cái sản phẩm trang trại thì không lo về vấn đề chất lượng nhé. Sản phẩm này trang trại chuyển đi sống từ tỉnh thành rất nhiều khách quen giới thiệu bạn bè. Cái phần gốc của sừng hươu mình chặt rất là dễ thôi, nó vẫn là dạng sừng non, và cái phần gốc như thế này mọi người này, sau này chúng ta ngâm đi ấy, nó vẫn là dạng xương xốp, phải sừng xốp, nó là sừng non thì chúng ta vẫn ăn được, nhưng mà ông một thời gian thì ăn được. Đây mọi người, đây là đứa em mình đã sắt lát rồi, đã sắt lát xong một nửa cân sâm rồi. Hai người làm nhanh hơn chứ một người làm thì lâu lắm. Thì bây giờ mình sẽ cho nửa nhánh nhung dưa này vào trước, sắp đến đâu sẽ cho vào đến đấy. Cái này khi mọi người nhờ trang trại làm thì cũng yên tâm nhé, trang trại không có làm mấy cái trò lấy vớt hay gì đâu, để mọi người yên tâm tuyệt đối. Đấy, cái sản phẩm trong khi mà trang trại sắp lát của nhung dưa như vậy không bán gì đấy, không đáng như thế đấy, nên khi khách hàng nhờ trang trại mà hầu như cũng đã tin tưởng trang trại tuyệt đối rồi. Qua vài lần mình trao đổi mua sản phẩm của trang trại sẽ biết được uy tín của trang trại như thế nào. Trang trại Hưu Sao Tú Tài Lưu Nghệ An mọi người nhé, số điện thoại là 0903 291 899 hoặc 0966 592 159. Là sắp tiếp một cái nhánh này, sắp tiếp một cái nhánh này để tiếp tục cho bạn. Đây cái cặp nhung này là nhắc lại cặp nhung em gửi cho anh Thành Hà Nội, ngâm với 4 lít mật ong rừng, nhưng rất là đẹp luôn. Video này là mình chỉ quay cái phần sắt lát thôi. Sắt
lát để cho mọi người nhìn được cái quá trình sắp xếp của trang trại này làm rất là đơn giản như thế nào. Các phần chia nhỏ video ra thì đăng trên YouTube mà dài quá thì cái video nó cũng khó tải lên rất là lâu. Không tránh được bay ra ngoài điều của tất nhiên. Thank you.
tục mình sẽ cho vào bình nhé. Đây mọi người xem luôn. Câu cuối cùng khâu rót mật ong thì cũng rất là dài đấy, thì video cũng rất là dài đúng. Thì mình sẽ tách thành hai video, thì mọi người vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để ủng hộ trang trại mọi người nhé. Đấy, đây là một bình mà video ngâm mật ong đã sắt lát sâm ở dưới sắt lát xong, thì mọi người vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để ủng hộ trang trại. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.